cháy xưởng gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thiêu rụi nhiều tài sản. Hàng trăm người xuyên đêm dập đám cháy rừng ở tỉnh Quảng Bình nhưng sáng nay vẫn chưa được dập tắt. Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình ở Bình Dương thiệt mạng. Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng ở Lạng Sơn. Hai cụ bà ở Hà Nội bị kẻ giả danh công an gọi điện thoại lừa 5,5 tỷ đồng. Cháy xưởng gỗ ở Đồng Nai, vụ hỏa hoạn xảy ra chiều qua đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Rất may là không có thiệt hại về người. Đến sáng nay, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành kiểm tra hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Nai Long Châu. Thời điểm xảy ra cháy có gần 60 công nhân và nhân viên đang làm việc trong xưởng. Phát hiện lửa đang lan nhanh, công nhân đã hô hoán nhau chạy ra ngoài. Các công nhân đã huy động lực lượng tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu, hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Nhiều công nhân cùng người dân hỗ trợ chuyển thành phẩm ra ngoài, nhưng do hơi nóng của đám cháy lớn, họ chỉ kịp khiêng được một số sản phẩm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Cùng với việc chữa cháy bên trong nhà xưởng, cộng với trời mưa to, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng lúc 17 giờ. Bước đầu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy ghi nhận không có thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông kho xưởng và nhiều hàng hóa tài sản bên trong. Cháy rừng kinh hoàng ở Quảng Bình. Sáng nay, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đám cháy bùng phát ở rừng Bạch Đàn của một người dân ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông vào khoảng 13 giờ chiều qua. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng từ công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm cùng các lực lượng hỗ trợ khác nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra đám cháy ở vị trí cao, triền dốc, địa hình phức tạp, thực bì dày, kết hợp gió thổi mạnh, thời tiết nắng nóng, khiến công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn nên chưa khống chế được đám cháy. Lãnh đạo huyện Quảng Trạch cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng và người dân khống chế đám cháy. Huyện Quảng Trạch đã huy động phương tiện, máy móc cùng hàng trăm người làm đường băng cản lửa, không để cháy lan sang rừng thông bên cạnh. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại, nhưng theo phản ánh của người dân, đã có người ngất xỉu vì ngạt thở và nhiều chiếc xe máy, xe điện của người dân chạy đến dập lửa đã bị thiêu rụi. Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng ở Lạng Sơn. Công an thành phố Lạng Sơn cho hay, vừa phá thành công chuyên án bắt giữ Phạm Việt Cường, 47 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, Vũ Thị Loan, 43 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Nhóm người này thường sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp ma, sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, nhóm này đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán khống. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng khoảng 11.300 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Lạng Sơn, các công ty trên đều không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh. Khởi tố nhóm bị can làm giả chứng minh nhân dân, tạo tài khoản ngân hàng để bán thu lợi bất chính. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 bị can Trần Đình Hoàng, 34 tuổi, Nguyễn Đình Đoàn, 36 tuổi và Trần Hoàng Sơn, 33 tuổi, cùng trú tại Quảng Trị về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra ban đầu, Trần Đình Hoàng là bị can cầm đầu, Đoàn và Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàng làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở 13 tài khoản ngân hàng để bán thu lợi bất chính. Thông qua mạng xã hội Zalo, Hoàng kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Biết người này còn mua 6 tài khoản với giá 6 triệu đồng. Hoàng bàn bạc với Sơn và Đoàn. Hai người này đồng ý với giá 5 triệu đồng cho 6 tài khoản đứng tên một người. Tiếp đó, Hoàng yêu cầu Đoàn, Sơn chụp ảnh thẻ rồi Hoàng gửi thông tin, hình ảnh này cho một tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân giả. Với ảnh thẻ này, Đoàn có chứng minh nhân dân giả, mở 7 tài khoản ngân hàng. Ảnh thẻ của Sơn lập được 2 chứng minh nhân dân giả, mở 6 tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, nhóm này chỉnh sửa ảnh thẻ, tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm chứng minh nhân dân giả và tạo tài khoản ngân hàng.
Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Thừa Thiên Huế, nhóm bị can này còn vào các tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại thu lợi bất chính. Số tiền các bị can chiếm đoạt đang được lực lượng chức năng thống kê. Hai cụ bà ở Hà Nội bị kẻ giả danh công an lừa 5,5 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa nhận được trình báo về vụ lừa đảo hai cụ già và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, cụ bà 70 tuổi ở quận Long Biên đã trình báo với công an phường Bưởi, quận Tây Hồ về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội. Người này thông báo bà có liên quan đến một vụ án đang được điều tra và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác. Tin lời, bà đã chuyển 5 tỷ đồng cho người này. Tương tự, cụ bà 73 tuổi ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cũng nhận được một cuộc gọi từ một kẻ mạo danh công an, cáo buộc bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Bị đe dọa, bà đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Chỉ sau khi kể lại với người thân, bà mới nhận ra mình bị lừa và đã trình báo công an. Sau khi nhặt được 20 triệu đồng, một nam sinh lớp 6 ở Đắk Nông đã nhờ công an tìm cách trả lại cho người đánh rơi. Công an thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận 20 triệu đồng từ một học sinh nhặt được tại địa bàn. Theo gia đình nam sinh, vào đầu tháng 7, em Nguyễn Ngọc Vũ, 11 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, nhặt được số tiền 20 triệu đồng tại nhà nghỉ của gia đình ở tổ 1, thị trấn Đức An. Từ đó đến nay, em cùng gia đình tìm nhiều cách trả lại cho người đánh rơi nhưng không có ai đến nhận. Hôm qua, gia đình và em Vũ đến công an thị trấn Đức An để giao nộp số tiền trên, rồi nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Em Nguyễn Ngọc Vũ hiện học lớp 6, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Một phụ nữ ở tỉnh Bến Tre nổ có bạn ở Dubai, có thể làm hồ sơ xin việc với mức lương từ 60 đến 70 triệu đồng trên một tháng, rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thúy, 37 tuổi, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2020, biết người phụ nữ ở huyện Mang Thít có nhu cầu đi lao động ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thúy nói mình có bạn làm việc tại Dubai và nhận làm hồ sơ xin việc ở các nông trại với mức lương từ 60 đến 70 triệu đồng trên một tháng. Thời gian không quá 3 năm, mức phí mỗi hồ sơ 60 triệu đồng. Sau đó người phụ nữ đưa cho Thúy 3 hồ sơ cùng số tiền 180 triệu đồng. Thúy nói nếu muốn hồ sơ được phê duyệt nhanh thì cần thêm chi phí nên chị này chuyển thêm hơn 140 triệu đồng cho Thúy. Đến nay năm 2022, do không đi Dubai được nên nạn nhân đòi lại tiền. Nhưng Thúy không trả, chặn liên lạc rồi trốn khỏi địa phương. Biết mình bị lừa đảo, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, công an huyện Mang Thít vào cuộc điều tra mời Thúy về làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Thúy đã thừa nhận về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng nay, ông Phan Cao Lâm, đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi cho biết, các thành viên tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê vừa cứu thành công ba mẹ con bị đuối nước ở bãi biển Mỹ Khê. Trước đó, khoảng 5 giờ 50 phút sáng nay, một phụ nữ 36 tuổi ngụ xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, cùng hai con nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi tắm biển, thì bị sóng cuốn ra xa. May mắn các thành viên của đội cứu nạn phát hiện và cứu kịp thời. Thưa quý vị, trước sự việc một bé gái sơ sinh 2 ngày tuổi có dấu hiệu bị sốt, co giật và tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra tất cả các quy trình và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cha cháu bé là anh Lương Văn Trang cho biết, ngày 2 tháng 8, vợ anh sinh cháu nặng gần 2kg, bác sĩ thông báo cháu khỏe mạnh và không có gì bất thường. Tuy nhiên, sau khi cháu được tiêm vaccine viêm gan B theo chỉ định khoảng 2 tiếng, thì có biểu hiện sốt, co giật. Điều dưỡng viên đã kiểm tra và báo với gia đình là không sao. Tuy nhiên, khoảng 17 giờ, cháu sốt cao không giảm, có biểu hiện co giật phải cấp cứu. Đến ngày 4 tháng 8, bác sĩ thông báo cháu bị nhiễm trùng huyết sơ sinh, tổn thương đa cơ quan, theo dõi tim bẩm sinh và tử vong. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã báo cáo trường hợp trẻ tử vong với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Sau khi có kết luận, bệnh viện sẽ có trả lời chính thức đến gia đình và dư luận. Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Chiều qua, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày.
xe tải lưu thông trên đường DH509, đoạn qua xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo đã va chạm mạnh với một xe máy đi ngược chiều. Trên xe máy chở hai vợ chồng và con trai khoảng 3 tuổi. Cú va chạm khiến xe máy và xe tải bị hư hỏng nặng. Người chồng và con trai trên xe máy tử vong tại chỗ, còn người vợ bị thương nặng, qua đời sau khi được đi cấp cứu. Người dân tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một ngã ba và có khả năng xe tải đã lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến vụ va chạm đáng tiếc. Sau khi trộm 8.000 đô la Mỹ và nhiều tài sản có giá trị khác tại thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên trên đường bỏ trốn thì bị bắt giữ tại Thừa Thiên Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ nghi phạm Võ Quốc Hải, 28 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, công an thị xã Hương Trà nhận được thông tin về việc có một nghi phạm trộm cắp tài sản đang hoạt động lưu động và lẩn trốn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng bắt giữ Võ Quốc Hải. Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận, ngày 25 tháng 7 đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một khách sạn ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang trên đường lẩn trốn từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện công an thị xã Hương Trà đã bàn giao tang vật cùng nghi phạm cho công an quận 12, công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo đúng quy định pháp luật. Bắt người phụ nữ cản trở thi công đường dây 500 kV mạch 3 ở Thanh Hóa. Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết, 49 tuổi, vì hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 7, bà Tuyết cùng em gái đã mang xô, chậu, đựng chất bẩn ngồi ngay giữa đường, cản trở không cho công nhân lên thi công vị trí chân cột VT63, đường điện 500 kV Bắc Nam, mạch 3 đoạn qua thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến vận động, tuyên truyền, giải thích nhưng bà Tuyết không chấp hành mà còn chửi bới và dùng nước trong xô chứa chất bẩn hất vào người trưởng công an xã Phú Lâm và trưởng công an xã Phú Sơn. Tổ công tác vẫn tiếp tục tuyên truyền, giải thích nhưng bà Tuyết vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục chửi bới và chống đối, buộc tổ công tác phải khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an xã Phú Lâm. Được biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng đường điện 500 kV Bắc Nam mạch 3, đoạn qua đất nhà bà Tuyết đã nhận 200 triệu đồng đền bù. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng đã trả cho bà Tuyết hơn 400 triệu đồng để mở rộng đường, tiền thuê tập kết vật liệu. Tuy đã nhận tiền nhưng bà Tuyết vẫn đưa ra nhiều yêu cầu bắt đơn vị thi công phải chi thêm tiền và liên tục gây cản trở thi công.